Thank you.
Đi chứ. Thank you.
viên thì Thank you.
vụ ngã ba giữa Mỹ Trì với đoạn đường sẽ ra sân vận động Mỹ Đình. Hiện tại gió ngoài trời đang rất là lớn, không biết các bạn nghe có rõ không. Đây mình quay lại cảnh này. Hiện tại mình đang phía sau mình đây là tấm ăn lầu nhé. Sau mình đây là Romano này. Một bên là Golden Plain và một bên là tòa nhà Bitico nhá. Trồng rất là nhiều các loại cây cao vua đấy các bạn. Thì cao vua đây đấy, các bạn thấy không? Trước kia là mình thường hay đón xe ở đây để đi làm ở FPT đấy các bạn, F-shop ấy. Thì đây là khu vực ngã giao nhau của các con đường đường Mỹ Trì và phố Vũ Quỳnh.
các bạn. Hello. Các bạn biết đằng sau mình là gì không? Là tòa nhà Bitico đấy. Hiện tại mình đang kiểm tra check camera xem thế nào. Chất lượng, các bạn thấy chất lượng camera thế nào? Sau mình đây là Bitico nhé. Thì trời không được được nắng cho lắm, trời cũng đang sậm sậm tối rồi. Đây.